Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 1 thân yêu. Cô là Đặng Thị Hoàn, giáo viên trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Đến với môn tiếng Việt hôm nay, chúng ta cùng cô học bài ôn tập tiết 1 tuần 19. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình cùng bắt đầu bài học nhé. Mẹ đi chợ. Mẹ dặn My hãy vào rừng hái nấm về để cho mẹ nấu canh. My nhanh chân chạy vào rừng hái nấm, nhưng để hái được nấm, My phải hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cây nấm. Có 4 cây nấm tương ứng với 4 yêu cầu. Các bạn hãy giúp My nhé. Yêu cầu số 1. Các bạn hãy đọc các vần. Qua, quê. Các bạn vừa giúp My hái được cây nấm đầu tiên. Vậy yêu cầu số 2 nào? Quá, quê, quát. Rất cảm ơn các bạn đã hái được cây nấm thứ hai giúp My. Vậy yêu cầu thứ ba là gì? Oan, quy, quay. Cây nấm thứ ba đã hoàn thành. Vậy còn cây nấm thứ tư thì thế nào? Oai, quang. Rất tuyệt vời, các bạn đã giúp My hái được rất nhiều nấm để về nấu cơm cho mẹ. Các bạn hãy cùng cô đọc to các vần xuất hiện trên màn hình nhé. Oa, oai, quê, quát, que, quát, quan, quy, quay, quang. Rất tốt, cảm ơn các bạn. Các bạn hãy giúp cô tìm điểm giống nhau giữa các vần. Các bạn đã tìm ra chưa? Vần oa, vần oe giống nhau ở âm đầu vần và khác nhau ở âm cuối vần. Vần oan, quang, quai, quay, quát, quát đều giống nhau ở âm đầu vần và âm giữa vần là âm o, a và khác nhau ở âm cuối vần. Vần uê, uy cũng giống nhau ở âm đầu vần và khác nhau ở âm cuối vần. Các bạn hãy tìm giúp cô tiếng hoặc từ chứa vần oa, oe, oan, oang. Cô tìm được các từ hoa lan, hiền hòa, tiếng hoa, tiếng hòa chứa vần oa, xòe tay, vàng hoe, tiếng xòe, tiếng hoe chứa vần oe, hoàn mỹ, hoa xoan, tiếng hoàng, tiếng xoan chứa vần oan, ngựa hoang, vết loang, tiếng hoang, tiếng loang chứa vần oan. Các bạn tiếp tục tìm giúp cô tiếng hoặc từ chứa vần quát, quát, quay, quay. Cô tìm được các từ nói khoác, toang toát, tiếng khoác, tiếng toát chứa vần oát, thoát hiểm, soát vé, tiếng thoát, tiếng soát chứa vần oát, phiền toái,
trái xoài, tiếng toái, tiếng xoài, chữ vận oai. Xoay tròn, lốc xoáy, tiếng xoáy, chữ vận oai. Tương tự như vậy, các bạn tìm tiếp cho cô tiếng hoặc từ có vận uy, quê. Cô tìm được các từ huy hiệu, suy nghĩ, tiếng huy, tiếng suy, chữ vận uy. Vạn tuế, hoa lan, tiếng tuế, tiếng huệ, chữ vận uê. Hãy nói câu có từ ngữ có tiếng chữ vần oa, oai, oan, oát. Ví dụ, mẹ mua hoa lan rất đẹp, tiếng hoa chữ vần oa. Em xoay tròn chiếc ghế, tiếng xoay chữ vần oai. Hoa xoan màu tím tím, tiếng xoan chữ vần oan. Em khoác áo len màu hồng, tiếng khoác chứa phần quát. Tương tự như vậy, với các phần còn lại, các em hãy tìm câu có từ ngữ chứa tiếng có phần mà mình vừa học nhé. Vừa rồi, các bạn đã đọc bài rất tốt. Bây giờ mình cùng đứng dậy và thư giãn với cô qua một điệu nhạc nhé. Các bạn vừa luyện đọc rất tốt các vần, tìm tiếng, từ, câu, chữ các vần mình vừa đọc. Vậy bây giờ chúng mình cùng qua bài tập đọc bài thơ Mùa Hoa. Các bạn cùng lắng nghe cô đọc bài. Dưới nắng ban mai, ngàn hoa khoe sắc, khoải hương tím ngát, nhụy hoa tỏa hương, huệ trắng khiêm nhường, trò đâu xoay múa, phượng hồng rực lửa, cúc khoác áo vàng, tím tím hoa xoan nhẹ nhàng thanh thoát, hoàng yến vui hát, mùa hoa đến rồi. Phạm Châu Lê. Bây giờ các bạn hãy nhanh mắt tìm cho cô các tiếng chữ vần mình vừa học trong tuần trong bài thơ Mùa Hoa nhé. Các bạn đã tìm được chưa? Cô cũng tìm được các tiếng chữ vần vừa học trong tuần. Cùng cô đọc to các tiếng này lên nhé. Hoa, khoe, quải, nhụy, tỏa, huệ, xoay, khoác, xoan, thoát, hoàng. Các bạn cùng lắng nghe cô đọc bài thơ Mùa Hoa. Dưới nắng ban mai,
ngàn hoa khoe sắc, quải hương tím ngát, ngụy hoa tỏa hương, huệ trắng khiêm nhường, trò nâu xoay múa, phượng hồng rực lửa, cúc khoác áo vàng, tim tím hoa xoan, nhẹ nhàng thanh thoát, hoàng yến vui hát, mùa hoa đến rồi, Phạm Châu Lê. Trong bài có nhiều từ khó đọc, chúng ta cùng luyện đọc từ khó với cô nhé. Khoe sắc, tỏa hương, khiêm nhường, xoay múa, rực lửa, thanh thoát. Bây giờ có một số từ khó hiểu nghĩa như khiêm nhường. Khiêm nhường nghĩa là khiêm tốn, không khoe khoang, chỉ người có đức tính tốt. Thanh thoát là dịu dàng và mềm mại. Các bạn cùng cô đọc nối tiếp các khổ thơ nhé. Cô đọc khổ thơ thứ nhất, các bạn đọc khổ thơ thứ hai, cô đọc khổ thơ thứ ba. Mình cùng đọc nhé. Mùa hoa. Dưới nắng ban mai, ngàn hoa khoe sắc, quải hương tím ngát, ngụy hoa tỏa hương. Tim tím hoa xoan, nhẹ nhàng thanh thoát, hoàng yến vui hát, mùa hoa đến rồi, Phạm Châu Lê. Bây giờ các bạn đọc khổ thơ thứ nhất, cô đọc khổ thơ thứ hai, các bạn đọc khổ thơ thứ ba. Khi đọc khổ thơ thứ nhất, các bạn nhớ đọc tựa bài. Đọc khổ thơ thứ ba, các bạn nhớ đọc tên tác giả. Mình cùng bắt đầu đọc nhé. Huệ trắng khiêm nhường, trò nâu xoay múa, phượng hồng rực lửa, cúc khoác áo vàng. Bây giờ các bạn hãy đọc thật to cả bài thơ cho ba hoặc mẹ mình cùng nghe nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình cùng bắt đầu nào. Các bạn vừa luyện đọc rất tốt bài thơ rồi, vậy hãy nêu cho cô tên hai loài hoa hoặc ba loài hoa được nhắc đến trong bài thơ. À, cô cũng tìm được một vài tên của loài hoa nhắc đến trong bài thơ. Đó là hoa oải hương, hoa huệ, hoa trò nâu, hoa phượng, hoa cúc, hoa xoan hay hoa hoàng yến. À, cô tìm được rất là nhiều loài hoa đúng không nào? Các bạn có tìm nhiều được giống cô không? Rất tốt, cảm ơn các bạn. Vậy thì bây giờ bạn nào giúp cô tìm từ chỉ màu sắc của hoa huệ nào? Hoa huệ màu gì nhỉ? À, hoa huệ màu trắng đó các bạn. Chính xác, cảm ơn các bạn. Vừa rồi, các bạn đã đọc bài rất là tốt. Cô sẽ thưởng cho các bạn vì chơi nông trại vui vẻ nhé. Chúng ta cùng vào nông trại để chơi nào.
Đến nông trại, các bạn đã gặp bạn heo nè, bạn ngựa và bạn gà, và ba bạn ấy đang cùng nhau học bài. Vậy chúng ta cùng xem ba bạn ấy học bài gì nhé. Mình cùng đọc to lên giúp các bạn ấy nào. Oát, thoát hiểm. Oang, ngựa hoang. Oai, soái ca. Cảm ơn các bạn nhỏ đã đọc giúp bài cho bạn ngựa, bạn heo và bạn gà. Các bạn thật là giỏi. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ luyện đọc thật nhiều bài thơ và các phần đã học để mình học tốt hơn nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.